không những dành cho những anh chị thầy cô giáo viên, những các sếp, mà còn dành cho những anh chị hướng dẫn viên du lịch, các anh chị nào bán hàng ở ngoài phiên chợ mà để rao cho người ta dễ hiểu, nghe nó to hơn và nghe nó xa hơn. Thì ở đây em đang có một con mic trợ giảng S570 nha mấy anh chị. Đó, thì con này nó có công suất cao hơn là những cái con mà dòng trước. Nó con này công suất của nó tới 30W lận, cho nên là tầm khoảng ở trong cái phòng họp 100m² nha mấy anh chị. Mình nói người ta vẫn nghe được. Ở ngoài cái phiên chợ tầm khoảng cỡ mà cách xa tầm khoảng 20m á, anh chị đang nói gì ở đó người ta biết anh chị đang bán gì luôn. Em hứa luôn. Dạ, con này mà có thể sử dụng được 12 cho tới 14 tiếng liên tục. Được không ạ? Đó, 12 cho tới 14 tiếng. 14 tiếng tối đa là anh chị biết sử dụng như thế nào không? Được à, thì mình sử dụng tầm khoảng 14 tiếng thì mình khoảng cỡ là volume nó nhỏ hơn thôi. Giống như em đang nói như thế này nè, liên tục 14 tiếng. Quan trọng là anh chị có nói đủ hay không, nhưng mà cái con mic trợ giảng này nó đã trợ giọng cho anh chị là quá luôn lắm luôn rồi đó. Dạ, anh chị còn thắc mắc gì nữa? Nó còn có cái dây đeo nữa nè. Đó, mình đeo vô, mình nói sao cho nó ok. Đeo vô là được ha. Đấy, thì cầm về cho mình dễ hiểu nè, cả cái hộp đó nữa nè. Đó, ở trong đây nó sẽ đi kèm cho mình dây sạc, cả mic và cả loa. Đó, có thể kết nối Bluetooth con này để mình nghe nhạc được luôn. Mình cóp nhạc vào đó để mình cho nó rao tự động luôn cũng được luôn. Cực kỳ là tiện lợi cho những anh chị nào bán hàng. Còn thắc mắc gì về cái con S570 này nữa, để lại comment cho em nha.